Hàn Tín, danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch. Hàn Tín được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là nắm trong tay 100 vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm Hầu, thời Hán sở tranh hùng. Cùng với Trương Lương và Tiêu Hà, ông là một trong Hán Sơ Tam Kiệt có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Tên tuổi của ông gắn liền với những trận đánh nổi tiếng, được hậu thế nhắc đến như là những điển hình về nghệ thuật quân sự như trận thế Bồi Thủy, phá Triệu, ngăn nước sông Tuy Thủy, giết danh tướng Sở là Long Thư. Có thể nói không ngoa rằng về mặt quân sự trong tranh chấp giữa Hán và Sở, gần như một mình Hàn Tín quyết định cán cân nghiêng về phía nào. Ông theo Sở thì Sở thắng, theo Hán thì Hán thắng. Ông rất giỏi về quân sự, nhưng ông không phải là đối thủ của Lưu Bang. Xin chào các bạn, video này sẽ tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của Hoài Âm Hầu Hàn Tín nhé. Nếu thấy video có ích hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Tiểu sử, theo sách Tây Hán Chí thì Hàn Tín, người ở Hoài Âm, nước Sở, cha mẹ mất sớm phải sống côi cút từ bé, nhà nghèo phải làm nghề câu cá. Khi mẹ mất, vì muốn xây cất cho mẹ ngôi mộ ở nơi đẹp đẽ trên núi cao mà bán cả nhà cửa, xách kiếm đi lang thang ngoài chợ. Thấy Hàn Tín tuy cao lớn lại thích mang đao kiếm, có gã hàng thịt ở chợ thách đâm, nếu không dám đâm thì phải chui qua háng của gã. Hàn Tín chọn chui qua háng, mọi người thấy vậy đều chê cười. Có hôm không câu được cá, Tín không có gì ăn, được một bà lão giặt lụa cho ăn. Ông hứa hẹn sau này Tín tôi làm nên, nhất định báo ơn ngàn vàng. Phiếu mẫu đáp, tên trai tráng mà không lo nổi miếng ăn thì làm sao làm nên sự nghiệp. Tôi giúp cậu chỉ vì thấy tội chứ có mong cậu báo đáp làm chi. Mọi người thấy thế đều cho ông là người thấp kén, hèn hạ. Buổi đầu lập thân, năm 209 trước công nguyên, Trần Thắng khởi nghĩa chống nhà Tần, các thế lực khác theo đó cũng nối nhau nổi dậy. Hàn Tín ra bờ sông Vị Thủy cầm kiếm, xin tham gia nghĩa quân của hai chú cháu họ Hạng. Ông được Hạng Lương là thế tộc nước Sở thu nhận. Tuy nhiên, Hạng Lương và cháu là Hạng Vũ xem thường Hàn Tín xuất thân thấp kém, lại mang nỗi nhục chui háng kẻ khác nên chỉ cho làm chấp kích lang, vác kích đứng hầu. Hạng Lương giao chiến với Trương Hàm ở Định Đào, Hàm cố thủ không ra. Hàn Tín nhận ra âm mưu đánh úp cướp trại của y, nói với Hạng Lương nhưng bị ông coi thường, quát đuổi đi. Quả nhiên đến đêm, Trương Hàm mở cửa thành đánh úp, Hạng Lương bị chém chết do không nghe lời Hàn Tín. Sau đó Hàn Tín vẫn làm chấp kích lang ở trướng Hạng Vũ. Nhiều lần ông bày mưu cho Hạng Vũ nhưng Hạng Vũ không dùng, bỏ Sở theo Hán. Trương Lương về Hàm Dương đến chơi nhà Hạng Bá, đọc được một bản sớ bày cách phòng bị Hán Vương cho Bá Vương. Ông giật mình toát mồ hôi, cảm thấy cực kỳ may mắn vì kế này chưa được Hạng Vũ dùng. Bèn hỏi thăm Hạng Bá, biết người viết sớ là Hàn Tín. Ông đã biết đây là người hiền sĩ, rất phải tiến lên Hán Vương. Sau đó, Hạng Vũ trúng kế Trương Lương, ra lệnh rời đô về Bành Thành. Một người văn sĩ là Hàn Sinh hết sức khuyên can. Vũ tức giận sai Hàn Tín đem Hàn Sinh bỏ vạc dầu. Hàn Sinh ra đến trước vạc dầu, lớn tiếng nói với đám đông đang đứng xem về tương lai Hán diệt Sở. Hàn Tín nói, ông can thiên đô, 100 họ đều cho là chết oan, nhưng riêng tôi lại cho là đáng chết. Hàn Sinh không phục, Tín nói, ông làm gián nghị. Khi Bá Vương giết Tống Nghĩa, phó tướng giết chủ tướng, sao ông không can gián? Khi chôn sống 20 vạn quân Tần đã đầu hàng, khiến người Tần oán hận thấu xương, sao ông không can gián? Khi chém Tử Anh, quật mộ Tần Thủy Hoàng, sao ông không can gián? Nay tội ác đã nhiều, chẳng sao mà gỡ được nữa, ông mới can gián, chẳng phải muộn lắm sao? Thế nên ông phải chịu bị giết vậy. Phạm Tăng so với ông thế nào, còn không can gián nổi. Nay ông chết, chỉ có thể oán kẻ đã tác động khiến Bá Vương muốn rời đô. Ta dám nói, kẻ đó đang đứng trong đám đông kia, và cũng chính là kẻ đã đốt rụi sạn đạo trước kia. Nói rồi bỏ Hàn Sinh vào vạc dầu nấu chết. Quả thật Trương Lương đang đứng xem, nghe thấy vậy giật mình vội nấp đi. Khi Hàn Tín về nhà, Trương Lương bám theo sau, biết được nhà Tín,
bèn bày ra kế bán kiếm để thuyết phục ông sang phe Hán. Trương Lương mang một thanh kiếm đến chỗ Tín, nói rằng mình có ba thanh kiếm, một là kiếm thiên tử Bạch Hồng Tử Điện, vốn của Ngô Vương Hạp Lư, đã bán cho Hán Vương Lưu Bang, hai là kiếm tể tướng Long Tuyền Thái A, đã bán cho Tiêu Hà, còn một thanh kiếm nguyên soái Can Tương Mạc Tà chưa chủ. Lương bèn tặng Tín thanh kiếm này, nói rằng người xứng với kiếm thì tặng chứ không lấy tiền. Hàn Tín đồng ý theo về Hán, nhận thư của Trương Lương, bỏ đi về Quan Trung. Vì sạn đạo không còn nên ông phải đi đường núi. Trước đó Phạm Tăng cũng biết tài Hàn Tín, khuyên Hạng Vũ dùng, nếu không dùng thì giết đi. Vũ không nghe, cho Tín là kẻ hèn hạ, không dùng cũng chẳng giết. Phạm Tăng không biết làm thế nào, bèn ra lệnh cho quân gác ở lối vào Quan Trung không cho Tín đến hàng. Hàn Tín gặp một nhóm mấy người bèn giết sạch rồi đi tiếp. Giữa đường núi gặp người tiều phu, Hàn Tín hỏi đường rồi sợ người này bị quân Sở bắt sẽ khai ra mình, bèn chém chết rồi chôn đi. Khấn, chẳng phải Hàn Tín này hạnh kém, thực là vì bất đắc dĩ vậy. Ngày sau nếu làm nên, nhất định sẽ quay lại đây hậu táng cho ông để báo đáp ân đức. Đi tiếp gặp một người thợ săn là Tân Kỳ, được tiếp đãi. Hàn Tín bèn kết nghĩa huynh đệ, hẹn sau này đi đánh Sở sẽ gọi Tân Kỳ đi cùng. Bình định Tam Tần, Hàn Tín đi đến đất Thục, nhưng không muốn đưa thư tiến cử của mình cho Đằng Công Hạ Hầu Anh, lúc này chịu trách nhiệm về việc chiêu hiền đại sĩ. Ông đến gặp Hạ Hầu Anh, hai người nói chuyện cả nửa ngày. Đằng Công thấy Hàn Tín mười môn thao lược, kiêu dũng, tán kỵ, thiên văn, địa lý, ghi chép, cơ biến, thuyết khách, toán pháp, học sĩ, y học, gián điệp, quân lương đều nói trôi chảy. Cái gì cũng biết, cũng tinh, bái phục vô cùng, liền đến nhà Tiêu Hà giới thiệu. Tiêu Hà sau đó cũng kinh ngạc tài Hàn Tín, hai người bàn nhau tiến cử lên Hán Vương. Hai người cùng vào tâu nói với Lưu Bang, Lưu Bang cũng có định kiến về quá khứ xin ăn, chịu nhục chui háng của Hàn Tín, lại vẫn chờ người Trương Lương tiến cử, chỉ cho ông làm đô úy coi lương thực. Đường từ Hàm Dương vào Thục xa xôi hiểm trở, Lưu Bang cùng các tướng di chuyển trong thời gian khá lâu. Khi Hán Vương đến đất Nam Trịnh, trên đường đi, các tướng thấy cõi Thục độc địa bỏ trốn đến mấy chục người. Hàn Tín xem chừng Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh đã mấy lần tâu với Lưu Bang, nhưng Lưu Bang không dùng mình nên cũng bỏ đi. Tiêu Hà nghe tin Hàn Tín bỏ đi, nói: nếu không có Hàn Tín thì chúng ta sẽ đều chết già ở Bao Trung này hết. Rồi vội vàng lên ngựa đuổi theo ngay, không kịp báo cho Hán Vương biết. Đến bờ sông thấy Tín chưa tìm được cách qua sông, ông liền đến thuyết phục, gặp cả Hạ Hầu Anh cùng đi tìm Hàn Tín. Hàn Tín nghe lời liền quay lại cùng hai người. Lưu Bang coi Tiêu Hà như cánh tay phải, lúc đó đứng ngồi không yên. Mãi hai hôm sau Tiêu Hà mới về, giải bày hết với Hán Vương và ra sức tiến cử Hàn Tín. Các tướng đều dễ kiếm thôi, còn Như Tín là kẻ quốc sĩ, có một không hai. Nhà vua nếu cứ muốn làm vương mãi ở Hán Trung thì chẳng cần Tín làm gì, chứ nếu muốn tranh lấy thiên hạ thì ngoài Tín ra chẳng có thể bàn công việc với ai. Lưu Bang dù chưa thật sự tin, nhưng vì sự khẩn quạt của Tiêu Hà mà phong cho Hàn Tín làm đại tướng. Khi Hán Vương làm trai giới, lập đàn để phong ông, cả ba quân đều kinh ngạc, không nghĩ rằng người như ông lại được lên làm đại tướng. Hàn Tín lên đàn nhận xong, bèn phân tích cho Hán Vương về những thế mạnh, yếu của Hạng Vũ và phương sách đánh Sở. Hán Vương bắt đầu nhận ra tài năng của ông, về sau mới biết Hàn Tín là người được Trương Lương tiến cử nên Lưu Bang lại càng xem trọng. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần. Do các vua chư hầu, Trương Hàm là Ung Vương, Tư Mã Hân là Tắc Vương, Đồng Ế là Địch Vương, Án Ngữ làm phiên dậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức và thời gian, khiến Tam Tần yên chí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương, đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Trương Hàm. Trương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, Hàn Tín giả thua chạy, sau đó dùng kế hỏa công mai phục đốt Trương Hàm. Ung Vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hạo Trị, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo bình định đất đai của Ung Vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương lĩnh bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận.
Hàn Tín sau đó đánh phế Khâu, Tây Thành kiên cố dễ thủ khó công. Ông khi đi thị sát, ông nói với Tào Tham: dưới chân thành, con sông Bạch Thủy chảy vòng quanh từ Tây Bắc sang Đông Nam, là nước rất mạnh. Nếu ta dùng bao cát đắp ngang mặt sông, cho nước dâng lên tràn vào thành, quân địch ắt phải vào bụng cá hết. Tào Tham theo kế, đem 1.000 quân xuống phía nam phế Khâu lấy bao cát lấp nước, dẫn nước chảy thẳng vào thành, Chương Hàm phải bỏ thành chạy về Đào Lâm. Hàn Tín lại điều quân đánh tắc Vương Hân, địch Vương Ế bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đồng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam Vương Thân Dương cũng đầu hàng theo. Hán Vương muốn đánh ngay Hàm Dương, Hàn Tín chủ trương diệt Chương Hàm trước. Được Hán Vương đồng ý, Hàn Tín đem quân đánh Đào Lâm, Chương Hàm tự sát. Hàm Dương nghe tin liền đầu hàng. Đến đây thì Tam Tần bị diệt, Quan Trung vì Tam Tần bị diệt, Quan Trung rơi vào tay Hán Vương. Sau khi giết Hàn Vương thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Sương làm Hàn Vương. Hàn Vương không chịu đầu hàng Hán, Hàn Tín mang đại quân đánh bại Sương, chặn đứng quân Sở ở Huỳnh Dương. Hàn Tín ở lại giữ Quan Trung, Hán Vương cùng các tướng tiếp tục đông tiến, dụ thêm nước Triệu hội quân đánh Sở. Lúc đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đang xa lầy chiến tranh ở nước Tề, chưa diệt được Điền Quang và Điền Hoành. Hán Vương gom quân chư hầu 5-6 vạn rầm rộ tiến vào chiếm kinh đô Sở là Bành Thành. Hạng Vương mang 3 vạn tinh binh trở về đánh tan tành quân Hán ở Bành Thành, quân Hán tan tác trở về. Một loạt chư hầu thấy Sở thắng Hán lại theo Sở như Tư Mã Hân, Đồng Ế, Triệu Yết, cả Điền Hoành nước Tề cũng giảng hòa với Sở. Thế quân Sở mạnh lên, Hạng Vũ mang quân Tây tiến đánh Hán. Hàn Tín thu binh, họp với Hán Vương ở Huỳnh Dương. Hạng Vũ tiến quân truy kích đuổi Lý Vương. Tôi ở Hàm Dương đã chế ra được vài trăm cỗ xe để dự bị đánh Sở. Loại xe này gọi là chiến xa, có tác dụng rất mạnh mẽ trong chiến thuộc Bình Nguyên. Huỳnh Dương cách đây 30 dặm có một khu đất bằng có thể áp dụng chiến xa được. Hán Vương nghe nói liền sai thợ ngày đêm theo mẫu của Hàn Tín chế tạo, được hơn 3.000 chiếc dự bị để đánh Sở. Hạng Vương đem quân đến, được Hàn Tín gửi thư cho, đại để viết: nguyên soái nhà Đại Hán Hàn Tín trao thư Tây Sở Bá Vương khán hạ. Tín vẫn có sung vào chức chấp kích lang của Sở, song trước kia cùng với Bá Vương lập vua Hoài Vương, quay mặt về Bắc dựng thần, đồng triều chấp sự, thì Tín là tôi của vua Nghĩa Đế chứ không phải là tôi của Sở. Lẽ ấy đã rõ ràng, chẳng ngờ Đại Vương lại giết vua Nghĩa Đế, chuyên chế chư hầu, thiên hạ oán vọng, còn Tín cũng lấy làm đau lòng. Những muốn vung gươm giết đứa đại nghịch trả thù cho vua, nhưng xét thấy tang hầu Hán Vương để bá cáo tội ác cho thiên hạ biết. Vừa rồi Tín đóng quân tại Hàm Dương, không đi đánh Sở, thất cơ một chút đến nỗi quân thua. Nay Tín thống lãnh hùng binh, áo trắng cờ tang, thi vũ tại Huỳnh Dương trước rửa hờn cho vua Nghĩa Đế, sau vì Hán Vương tiết sĩ. Đại Vương phen này khó mà toàn mạng được, Tín báo trước cho Đại Vương giữ mình. Hạng Vương xem xong tức lắm quát: thằng luồn trôn khốn nạn, nó đã dám dùng lời vô lễ với ta. Phen này, ta thề không bắt được đứa phản phúc, quyết không trở về. Sau Hạng Vương đem quân ra đánh với Hàn Tín, Hàn Tín thua chạy. Đến sông Kinh Sách thì qua cầu xong quay mặt lại chờ Hạng Vương. Hạng Vương đuổi theo, vừa qua cầu thì Hàn Tín sai quân chặt cầu, lại sai đem chiến xa ra làm tường lũy, bắn tên tua tủa vào quân Sở. Quân Sở không thoát được đều bị giết hết. Hạng Vương dẫn theo quý bố phá vây mà chạy, hai nước Hán Sở lại đều bị giết hết. Hạng Vương dẫn theo quý bố phá vây mà chạy, hai nước Hán Sở lại lâm vào thế giằng co. Diệt Ngụy. Tháng 6 năm 205 trước Công Nguyên, Ngụy Vương báo lấy cớ xin nghỉ để về thăm cha bị bệnh. Về đến nước, Ngụy Vương liền cắt đường giao thông ở Hà Quan, phản lại Hán, giao hiếu với Sở. Hán Vương sai Lịch Tự Cơ thuyết phục báo, nhưng báo không nghe. Tháng 8 năm 205 trước Công Nguyên, Lưu Bang phong Hàn Tín làm Tả Thừa Tướng để đánh Ngụy. Ngụy báo đem nhiều binh đến Bố Bàn, chặn cửa sông Lâm Tấn. Hàn Tín dàn thêm nghi binh, bày thuyền bè như muốn vượt sông qua Lâm Tấn, nhưng trái lại dùng phục binh đi đường đất Hạ Dương, lấy thùng gỗ để cho quân vượt sông đánh úp đất An Ấp. Ngụy Vương báo cả kinh, đem binh quan về đánh trả nhưng đã muộn. Hàn Tín đánh chiếm đất Ngụy, bắt báo cầm tù, bình định đất Ngụy, làm thành quận Hà Đông. Hàn Tín sai Trương Nhĩ cùng với Hàn Tín đem binh sang đông, đi về hướng và nước Đại, lấy nước Triệu.
Hàn Tín và Trương Nhĩ mộ quân mới được quân mấy vạn người đi về phía đông xuống tỉnh Hình để đánh Triệu. Vua Triệu là Trần Dư nghe tin quân Hán sắp đánh úp, bèn tụ tập quân đội ở tỉnh Hình. Phao là 20 vạn, tướng Triệu là Lý Tả Xa bày mưu cho Trần Dư nên cố thủ và chặn đường vận lương của quân Hán. Nhưng Trần Dư không nghe theo. Hàn Tín sai người sang thám thính, biết mưu của Lý Tả Xa không được dùng, bèn đem quân thẳng xuống, chưa đến cửa tỉnh Hình, cách 30 dặm, dừng lại cắm trại, nửa đêm truyền lệnh xuất phát, chọn 2.000 quân kỵ trang bị nhẹ, mỗi người cầm một lá cờ đỏ đi theo đường tắt, lén lút sang nói theo dõi quân Triệu. Ông ra lệnh, Triệu thấy ta chạy, thế nào cũng bỏ trống thành mà đuổi ra. Các ngươi tiến vào ngay trong thành, nhổ cờ của Triệu, dựng cờ đỏ của Hán. Sau đó Hàn Tín nói với tướng sĩ, quân Triệu đã giữ địa thế tiện lợi trước để xây đồn lũy, chúng lại chưa thấy cờ trống phong vì chúng sợ ta đến nơi đường hẹp, hiểm trở thì quay lại. Rồi ông sai một vạn người đi trước bày trận quay lưng ra sông, đó là phép tối kỵ trong binh pháp, vì theo binh pháp phải dựa vào núi và nhìn ra sông, nếu tựa vào sông sẽ bị kẻ địch đánh dồn tới hết đường chạy, đó là chỗ chết. Vì thế quân Triệu ở xa nhìn thấy cười vang. Lúc bình minh, Tín dựng cờ đại tướng, đánh trống lên, kéo quân ra cửa tỉnh Hình. Quân Triệu mở cửa lũy, đánh nhau to một hồi lâu. Bấy giờ Hàn Tín, Trương Nhĩ vờ bỏ cờ trống chạy đến đạo quân gần sông. Đạo quân gần sông rẽ ra, đón lấy họ, rồi lại chiến đấu dữ dội. Quân Triệu quả nhiên bỏ thành ra tranh lấy cờ trống của Hán, đuổi theo Hàn Tín, Trương Nhĩ. Sau khi Hàn Tín, Trương Nhĩ đã nhập vào đạo quân ở gần sông thì quân đội đều liều chết chiến đấu, không thể nào đánh bại được. 2.000 quân kỵ mà Tín đã cho đi từ trước, chờ đến khi quân Triệu bỏ lũy trống để đuổi theo lấy đi từ trước, chờ đến khi quân Triệu bỏ lũy trống để đuổi theo lấy cờ trống của Hán, liền đuổi nhanh vào trong thành, nhổ tất cả cờ sĩ của Triệu để dựng 2.000 lá cờ đỏ của Hán. Quân Triệu đã không thắng, không bắt được Hàn Tín và các tướng Hán, muốn quay trở về đồn, nhưng trong thành toàn là cờ đỏ của Hán thì cả sợ, cho rằng quân Hán đã bắt được tướng của Triệu Vương rồi. Quân sĩ hỗn loạn bỏ chạy, tướng Triệu chém cũng không ngăn được, quân Hán sai hai bên áp lại, phá tan quân Triệu, chém Trần Dư trên sông Chi Thủy, bắt sống Triệu Vương Yết, thuận tay thu Yên. Hàn Tín ra lệnh cho quân đội không được giết Lý Tả Xa, ai bắt sống được ông ta thì thưởng ngàn vàng. Có người trói Tả Xa nộp dưới cờ, Tín bèn cởi trói cho ông ta và cho ngồi quay mặt về hướng đông, còn mình ngồi quay mặt về hướng tây thờ làm thầy. Theo kế của Lý Tả Xa, Hàn Tín cho quân nghỉ ngơi, bình định nước Triệu, rồi sai người mang một bức thư sang nước Yên, dụ Yên Vương Tang Độ ấn Tín. Hạng Vũ mấy lần sai kỳ binh vượt qua sông Hoàng Hà đánh Triệu, Triệu Vương Nhĩ và Hàn Tín đi đi lại lại để cứu Triệu, nhân lúc đi lại bình định các thành ấp ở Triệu, đem binh đến giúp Hán Vương. Hạng Vương đang bận vào việc vây Hán Vương ở Huỳnh Dương nên không thể dồn đại quân đánh Triệu. Hán Vương bị quân Sở vây chặt, phải trốn về phía nam, đến giữa miền Uyển và Diệp chạy vào thành cao, Hạng Vũ lại bao vây rất gấp. Tháng 6 năm 204, trước công nguyên, Hán Vương ra khỏi thành cao, chạy về hướng đông, vượt qua sông Hoàng Hà, chỉ có một mình Hạ Hầu Anh đi cùng. Hán Vương theo quân Hán Trương Nhĩ đến Tu Vũ, đến nơi Hán Vương nghỉ ngoài quán trọ. Sáng sớm Hán Vương tự xưng là sứ thần nhà Hán, phi ngựa vào trong thành Triệu. Trương Nhĩ, Hàn Tín chưa dậy, Hán Vương vào trong phòng ngủ, cướp Ân Tín và binh phù, dùng cờ mao để triệu tập các tướng, thay đổi chức vị các tướng. Khi ông và Trương Nhĩ thức dậy, mới biết là hạ quân của hai người liền ra lệnh cho Trương Nhĩ giữ lấy đất Triệu, phong Hàn Tín làm tướng quốc, thu quân đội của Triệu, phái đến Huỳnh Dương để đánh Tề, phạt Tề, đánh úp Lâm Chi, ngăn nước giết Long Thư. Tín đem quân sang đông, chưa vượt qua bến sông Bình Nguyên thì nghe tin sứ thần của Hán Vương là Lịch Tự Cơ đã thuyết phục được nước Tề đầu hàng. Hàn Tín muốn dừng lại, người biện sĩ đất Phạm Dương là Khoái Triệt bàn với Hàn Tín. Tướng quân nhận chiếu đánh nước Tề, nay Hán Vương chỉ sai một người Lý Gián mà khiến nước Tề đầu hàng, nhưng đã có chiếu chỉ báo tướng quân dừng lại đâu, tại sao tướng quân lại không đi? Và chăng Lịch Sinh là một kẻ sĩ kính cẩn múa ba tấc lưỡi mà hạ được hơn 70 thành của nước Tề? Tướng quân cầm mấy vạn quân hơn một năm mới hạ được hơn 50 thành của Triệu, làm tướng quân mấy năm mà công không bằng một anh nhà Nho hay sao? Hàn Tín cho là phải, theo kế của Khoái Triệt mang quân vượt qua sông Hà, công không bằng một anh nhà Nho hay sao? Hàn Tín cho là phải,
Theo kế của Khoái Triệt, mang quân vượt qua sông Hà. Nước Tề đã nghe lời Lịch Sinh nên giữ Lịch Sinh lại uống rượu. Triệt bỏ các quân đội để phòng ngự quân Hán. Hàn Tín nhân đó đánh úp quân Tề ở Lịch Hạ, đi đến Lâm Chi. Vua Tề là Điền Quảng cho rằng Lịch Sinh lừa mình nên nấu Lịch Sinh và trốn đến đất Cao Mật, sai sứ đến nước Sở để cầu cứu. Sau khi đã bình định Lâm Chi, Hàn Tín đi về hướng đông, đuổi Quảng đến phía tây đất Cao Mật. Hạng Vương nghe cầu cứu của Tề, bèn sai Long Thư làm tướng, phao là 20 vạn quân, đem quân đến cứu Tề. Vua Tề là Quảng cùng Long Thư dồn quân để đánh nhau với Hàn Tín. Long Thư bày trận trên sông Tuy Thủy, Hàn Tín đen đêm sai người làm hơn 1 vạn cái đẫy đổ đầy cát chặn lấy đường thượng lưu dòng sông, rồi đem quân qua nửa chừng đánh Long Thư, giả bắt gan mà. Bèn dẫn quân đuổi theo qua sông. Lúc đó Hàn Tín cho người phá các bao đựng cát, nước sông chảy ào ào, đại quân của Long Thư quá nửa không qua được. Hàn Tín mới thúc quân đánh gấp, giết được Long Thư. Bộ phận quân của Long Thư phía đông dòng sông bỏ chạy tán loạn. Vua Tề là Quảng chạy trốn, Hàn Tín liền đuổi theo đến đất Thành Dương, bắt bỏ tù tất cả lính Sở. Tề Vương do dự. Năm 203 trước công nguyên, Hàn Tín bình định nước Tề, sai người nói với Lưu Bang. Nước Tề giả là nước gian dối hay gây biến, cháo trở. Biên giới phía nam là nước Sở, nếu không lập giả vương để giữ thì không thể bình định được, xin cho tôi làm giả vương. Lúc bấy giờ quân Sở đang vây Hán Vương rất gấp ở thành Huỳnh Dương. Sứ giả của Hàn Tín đến, Hán Vương mở phong thư ra cả giận mắng. Tao đang nguy khốn ở đây, sớm chiều trông mày đến giúp, thế mà mày lại muốn lập vương à? Các mưu sĩ mà mày lại muốn lập vương à? Các mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình dẫm vào chân Hán Vương, nhân đấy ghé vào tai Hán Vương nói: nhà Hán hiện nay bất lợi, có thể cấm không cho Hàn Tín vương được không? Chi bằng nhân đấy mà lập, đối xử với ông ta cho tử tế, khiến ông ta vì mình mà giữ, nếu không sẽ sinh biến. Hán Vương nghe theo, liền sai Trương Lương đi lập Hàn Tín làm Tề Vương, trưng dụng binh của ông đến đánh Sở. Nghe tin Long Thư chết, Hạng Vũ lo lắng sai Vũ Thiệp, người Vu Thai đến nói với Tề Vương Tín hãy phản Hán để chia ba thiên hạ, nhưng ông từ tạ rằng: tôi thờ Hạng Vương, quan chẳng qua là lang trung, địa vị chẳng qua là cầm kích đứng hầu ở điện. Lời nói ra không được nghe, mưu kế đưa ra không được dùng, cho nên tôi bỏ Sở mà theo Hán. Hán Vương trao cho tôi ấn thượng tướng quân, giao cho tôi mấy vạn binh, cởi áo của mình để cho tôi được dùng, cho người ta hết sức tin cậy mình thành thực. Như thế mà mình phản lại là điều chẳng lành, tôi dù chết cũng không thay đổi lòng dạ. Nhờ ông thưa lại với Hạng Vương rằng Tín từ chối. Sau khi Vũ Thiệp đi rồi, người nước Tề là Khoái Triệt biết rằng thiên hạ ai thắng ai bại là ở Hàn Tín, cũng ra sức thuyết phục ông cắt đất Tề, Yên, Triệu để chia ba thiên hạ, tạo thế chân vạc. Nhưng ông nói với Khoái Triệt rằng: vua Hán đối đãi tôi rất hậu, lấy xe của mình để cho tôi đi, lấy áo của mình để cho tôi mặc, lấy cơm của mình để cho tôi ăn. Tôi nghe nói đi xe người ta thì lo điều lo của người ta, mặc áo của người ta thì mang điều lo nghĩ của người ta, ăn cơm người ta thì chết cho công việc của người ta. Tôi lẽ nào lại chạy theo lợi mà quên nghĩa? Khoái Triệt cố phân tích mọi lẽ để thuyết phục ông, thêm mấy lần nữa cũng không nổi, vì Hàn Tín do dự không nỡ phản lại nhà Hán. Ông lại tự cho rằng mình lập được nhiều chiến công, vua Tề của mình, nên ông bèn từ tạ Khoái Triệt. Khoái Triệt nói không được, bèn giả điên, làm người thầy cúng. Đại chiến Cai Hạ. Sau hòa ước Hồng Câu năm 202 trước công nguyên, Hán Vương theo kế của Trương Lương bội ước mang quân đánh úp Hạng Vương, nhưng vẫn bị Hạng Vương quay lại đánh cho đại bại ở Cố Lăng. Lưu Bang lo sợ, bèn theo kế của Trương Lương triệu Hàn Tín cùng Bành Việt mang quân về giúp, hứa sẽ phong cho nhiều đất. Hàn Tín cùng Bành Việt nghe theo, đem binh họp nhau với Hán Vương ở Cai Hạ. Hạng Vương thấy quân Hàn Tín ngày càng đông, biết không thắng được, bèn hạ lệnh quay về phía đông rút về Bành Thành. Hàn Tín đem quân tập kích quân Sở giữa đường, Hạng Vương tức giận đem quân đuổi theo. Hàn Tín rút lui, trên đường đã đặt sẵn quân mai phục khắp các mặt. Hạng Vương không biết là bẫy, đi đến đâu cũng bị quân Hán đổ ra tập kích, không sao thoát được, cuối cùng thì phải rút vào Cai Hạ. Mấy mươi vạn quân Hán siết chặt vòng vây, quân Sở bị vây kín 10 mặt.
theo kế Trương Lương, Lưu Bang cho quân Hán bốn phía cùng ca bài ca nước Sở, gọi là Tứ Diện Sở Ca. Quân Sở nghe tiếng hát, nghĩ là Sở bị Hán chiếm rồi, bèn đào ngũ trốn đi hết. Ái thiếp của Hạng Vương là Ngu Cơ tự sát. Hạng Vương cùng 800 thân binh phá vây, đến bờ Ô Giang thì chỉ còn 28 người. Có người đình trưởng chờ ở bờ sông muốn đưa Hạng Vũ qua sông về Giang Đông, nhưng Hạng Vương từ chối rồi cùng 26 kỵ binh bỏ ngựa tử chiến. Hạng Vương một mình giết mấy trăm người, chịu mười mấy vết thương, cuối cùng đâm cổ tự sát. Tây Sở bị diệt. Thời hậu chiến, sau khi Hạng Vũ đã bị phá, Lưu Bang lập tức đoạt lấy quân của Tề Vương Tín lần thứ hai. Hàn Tín vừa lập được công xong lập tức bị tước binh quyền. Tới tháng 1 năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang 2 trước công nguyên, Lưu Bang rời Tề Vương Tín làm Sở Vương, đóng đô ở Hạ Bì. Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, lập ra Vương Triều Đại Hán, tức là Hán Cao Đế. Hàn Tín về nước, biếu ngàn vàng đền ơn phiếu mẫu, rồi ông lại gọi tên hàng thịt đã bắt mình luồn qua Hán đến, gã này phủ phục xuống run cầm cập. Hàn Tín lại phong cho một chức trung úy, tên này nói, trước đây tôi ngu lậu thô bỉ, chẳng biết ngài là bậc đại quý, ngộ phạm tôn nhan, nay đổi ơn không giết ngay, đã là độ lượng lắm rồi, sao còn dám nhận thêm phong thưởng. Tín nói, ta há lại làm như những kẻ tiểu nhân, ghi niềm tư phẫn mà báo phục, nhớ đức hay oán cho làm mừng hay giận ư, ngươi cứ nhận lấy, chớ có nói nhiều. Rồi ông nói với các tướng văn võ, hắn là tráng sĩ đấy, lúc hắn làm nhục ta, nếu như ta lại giết đi thì giờ đâu có ngày hôm nay, ta mới nhẫn nhịn chịu nhục để được như hắn vậy, cho nên ta mới phong cho hắn, há phải là tự nhiên đâu. Viên tướng bỏ trốn của Hạng Vương là Trung Ly Muội ở núi Y Lư, vốn chơi thân với Tín. Sau khi Hạng Vương chết, Muội bỏ trốn đến chỗ ông. Hán Cao Đế truy lùng hai ái tướng của Hạng Vũ là Trung Ly Muội và Quý Bố. Quý Bố ra hàng, được trọng dụng, nói với Hán Đế về ý định đến chỗ Tín của Muội trước đó trong quân Sở. Hán Đế bèn ra lệnh cho Hàn Tín bắt Muội. Năm 201 trước công nguyên, có người đưa thư lên báo Sở Vương Tín làm phản. Cao Đế dùng mưu kế của Trần Bình, giả cách thiên tử đi tuần thú hội họp chư hầu. Ở phương Nam có đất Vân Mộng, Hán Đế bèn sai sứ báo cho chư hầu sẽ họp ở đất Trần. Ta sẽ đi chơi Vân Mộng, kỳ thực vua Hán muốn bắt Hàn Tín, nhưng ông không biết Cao Tổ sắp đến Sở. Hàn Tín lo lắng vì chứa Trung Ly Muội trong nhà. Có người khuyên ông chém Muội để ra mắt nhà vua thì sẽ khỏi tội. Ông bèn đến gặp Muội nói về việc ấy. Muội nói, nhà Hán Sở dĩ không dám đánh lấy Sở là vì Muội ở nhà ông. Nay ông muốn bắt ta để nịnh nhà Hán thì ta hôm nay chết, nhưng ông cũng chết theo như trở tay mà thôi. Rồi Muội mắng Hàn Tín, nhà ngươi không phải bậc trưởng giả. Sau đó đâm cổ chết. Hàn Tín ôm đầu Muội ra mắt Lưu Bang ở đất Trần. Lưu Bang sai võ sĩ trói ông lại chở ở xe sau. Ông nói, đúng như người ta nói, thỏ khôn hết thì chó giỏi bị nấu, chim cao hết thì cung bị cất, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời. Thiên hạ đã bình định rồi, ta bị nấu là đáng lắm. Lưu Bang đáp, người ta bảo nhà ngươi làm phản, rồi sai áp giải ông về kinh. Đến Lạc Dương thì tha tội cho ông, giáng phong làm Hoài Âm hầu. Và sau đó bạn có nhận xét gì về Hàn Tín, hãy để lại ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu thấy video hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé.